Vừa qua tại Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Hải quân đã kiểm tra công tác bắn đạn thật của cụm lực lượng Hải quân 4 theo mệnh lệnh huấn luyện cấp chiến dịch năm 2018 của Tư lệnh Hải quân. Tham gia bắn đạn thật có các tàu chiến đấu mặt nước, xe tăng, các loại pháo đối hải, pháo phòng không, pháo tự hành, súng máy phòng không, hỏa lực bộ binh, hải quân đánh bộ, máy bay trực thăng cùng hàng trăm phương tiện đảm bảo của các đơn vị trong cụm lực lượng Hải quân 4. Sau 1 giờ thực binh, các loại hỏa lực đều bắn trúng các bia mục tiêu được xác định. Các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Khu vực thực binh đảm bảo an toàn. Đợt bắn đạn thật nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện, khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng, khả năng làm chủ vũ khí trang bị của bộ đội. Trên cơ sở đó, người chỉ huy các cấp tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện năm 2019 sát thực tế, sát chiến trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.